Đúng ngày 28 tháng 12 âm lịch, trời thương Phật độ, năm con giáp trúng số liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, khao cả làng. Đây chính là những con giáp cực kỳ may mắn trong ngày 28 tháng 12 âm lịch. Bên trái là quý nhân, bên phải là thần tài. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã cận kề vào cái dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Và trong những ngày cuối cùng của năm 2023 năm Quý Mão này, thì mọi người hầu như đã hối hả và đã chuẩn bị xong cái Tết để chuẩn bị đón cái thời khắc giao thừa, thời khắc chuyển giao sang năm mới. Và trong ngày 28 tháng 12 âm lịch thì có thể nói là một cái ngày cực kỳ thịnh vượng đối với những con giáp này. Các bạn sẽ được quý nhân phù trợ, thần tài ban lộc, đi tới đâu thì có người trợ lực giúp đỡ đến đó. Bốn phương tám hướng thì đều dẫn đến cái thành công. Trong ngày hôm nay thì các bạn sẽ tìm ra những cơ hội để gia tăng thêm cái thu nhập cá nhân của mình. Tiền bạc thì rủng rỉnh, công danh, sự nghiệp thì phát triển, phất lên như diều gặp gió. Tình duyên thì đỏ thắm như son, ra đường thì được người khác ngưỡng mộ, thầm thương trộm nhớ. Vậy thì đó là những con giáp nào và cơ may nào sẽ đến với những con giáp này trong cái ngày 28 tháng 12 âm lịch. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những cái chia sẻ, phân tích chi tiết ngay sau đây của Tử Thông. Quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày 28 tháng 12 âm lịch ngày Tân Sửu ấy, mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác, đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày Tân Sửu ngày 28 tháng 12 âm lịch thì những người tuổi Tỵ thì có chính quan nó chiếu mệnh, nên con đường sự nghiệp của những người tuổi Tỵ thì sẽ cực kỳ hanh thông và thuận lợi. Các bạn không những hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao mà còn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, gây ấn tượng sâu sắc với người làm lãnh đạo. Bên cạnh đó lại được cái cục diện tam hợp Tỵ Dậu Sửu nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên là trong thời gian này công việc cũng sẽ hanh thông thuận lợi, tiền bạc thì cũng dễ kiếm hơn. Những người tuổi Tỵ trong thời gian này quý vị hãy để tích cực năng nổ giao lưu hợp tác. Đấy, thì sẽ được quý nhân giúp đỡ, quý nhân sẽ mang lại cho quý vị nhiều cái cơ hội để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái thu nhập cho mình. Bên cạnh đó, những người tuổi Tỵ lại được cục diện hỏa thổ tương sinh, vậy nên nó cũng đem đến những cái dấu hiệu tốt lành trên con đường tình duyên đối với những người tuổi Tỵ. Những người độc thân thì chủ động hơn trong cái chuyện tình cảm của mình và sẵn sàng tìm nhiều cách để tiếp cận người mình thầm thương trộm nhớ. Cái tính chủ động sẽ giúp cho những người tuổi Tỵ nhanh chóng kéo gần cái khoảng cách của đối phương. Quý vị hãy cùng người đó nói về những sở thích chung, những quan điểm sống phù hợp. Như vậy thì cái mối quan hệ đôi bên nó sẽ ngày càng được trở nên ấm áp và tiến triển một cách nhanh chóng hơn. Thêm nữa, trong thời gian này thì sức khỏe của những người tuổi Tỵ nhìn chung cũng khá là ổn định, không có gì đáng phải lo ngại cả. Tuy nhiên, quý vị vẫn nên để ý đến những cái vấn đề ăn uống, đi lại. Đừng để gặp những cái sự cố hay những thương tật nào trong cái thời điểm cuối năm này. Và để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Đứng ở vị trí may mắn thứ hai trong cái ngày 28 tháng 12 âm lịch ngày Tân Sửu này thì không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Kính thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày 28 tháng 12 âm lịch thì dưới sự trợ giúp của cục diện tam hợp Tỵ Dậu Sửu, vậy nên những người tuổi Dậu có thể gặp được đồng nghiệp hoặc là đối tác đắc lực trong ngày hôm nay. Đối phương sẽ đưa ra nhiều cái gợi ý hữu ích giúp cho các bạn thực hiện công việc được thuận lợi, hanh thông hơn. Những người đầu tư kinh doanh thì có thể nhận ra được cái điểm mạnh của mình để đầu tư đúng hướng. Nhờ thế mà các bạn không mất quá nhiều công sức, vẫn có thể thu được một cái khoản lợi nhuận lớn, khiến cho mọi người đều phải ngưỡng mộ và trầm trồ. Bên cạnh đó, cái tài vận của những người tuổi Dậu trong cái ngày 28 tháng 12 âm lịch cũng ở mức khá, lương, thưởng đều có dấu hiệu gia tăng, tăng trưởng mạnh. Nhờ các khoản đãi ngộ, cái việc làm ăn kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi. Nhưng nếu mà muốn đầu tư kinh doanh hay là mở rộng vào lúc này thì cũng cần phải chú ý, đề phòng và kiểm soát cái tài chính, nếu không ấy, sẽ rất dễ bị thất thoát. Thêm nữa, trong ngày hôm nay được cục diện là thổ kim tương sinh, nên là cái sự vui vẻ và cái sự lạc quan chính là cái điều mà mọi người đều yêu thích ở các bạn.
Quý vị hãy phát huy cái điểm mạnh của mình. Các bạn có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với mọi người xung quanh, nhanh chóng tìm được cái người phù hợp để cùng chung nhau đến suốt cuộc đời. Và để gia tăng cái may mắn cũng như là cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình thì sẽ được quý nhân giúp đỡ. Đó. Và quý nhân sẽ mang lại nhiều cái cơ hội hợp tác kinh doanh làm ăn, sẽ mang lại cho quý vị những cái cơ hội đáng quý, giúp quý vị có thêm được cái may mắn, được cái tài lộc vượng tiến trong cái thời gian này. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày 28 tháng 12 âm lịch mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tý. Thưa quý vị, những người tuổi Tý thì được cục diện là Tý Sửu nhị hợp. Đấy. Trong ngày 28 tháng 12 âm lịch thì những người tuổi Tý nên tranh thủ làm các công việc quan trọng trong ngày hôm nay do được cục diện tam hội nâng đỡ. Nói chung ấy, ngay khi vừa mới bắt tay vào thực hiện, các bạn sẽ nhận thấy có nhiều cái yếu tố thuận lợi nó xuất hiện. Thêm nữa, quý nhân xuất hiện trong ngày hôm nay có thể giúp cho các bạn gì có cách nhìn nhận mới mẻ hơn về cái sự việc. Người trẻ tuổi nên tranh thủ cái cơ hội để học hỏi thêm những cái điều hay, giúp ích rất nhiều cho cái sự nghiệp của các bạn trong tương lai. Bên cạnh đó, cái tài vận trong ngày hôm nay cũng khá là vượng. Công việc thì suôn sẻ, hứa hẹn cái thu nhập của những người tuổi Tý cũng được tăng tiến trong ngày hôm nay. Đặc biệt, những người làm kinh doanh buôn bán thì có thể chủ động đẩy mạnh cái doanh số. Đấy. Buôn bán và đầu tư trong thời gian này sẽ có cơ hội thu hoạch được một khoản lợi nhuận không hề nhỏ khi mà thị trường đang nóng. Về tình cảm thì nhân duyên của những người tuổi này cũng rất là tốt đẹp nhờ có đào hoa nó chiếu mệnh. Những người độc thân đi đâu thì cũng được chú ý. Sớm muộn cũng sẽ tìm thấy cái nửa kia phù hợp, không phải lo lắng quá nhiều về cái chuyện tuổi tác. Đời sống hôn nhân thì êm đẹp, gia đình thì có nhiều cái tin vui. Tuy nhiên, do quá bận rộn mải mê với công việc, đâm ra là con giáp này có thể bị gì lao lực, sức khỏe đôi khi cũng sẽ bị sa sút. Do đó, các bạn hãy nên chú ý chăm sóc sức khỏe của mình để không bị ngã bệnh vào cái thời điểm cuối năm này. Và để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong cái ngày 28 tháng 12 âm lịch, ngày Tân Sửu này, thì đó chính là những người tuổi Sửu. Kính thưa quý vị, những người tuổi Sửu được thiên ấn nó chiếu mệnh, những người tuổi Sửu sẽ nhận được cái đánh giá cao của cấp trên trong cái ngày hôm nay. Cấp trên sẽ sẵn sàng giao cho bạn những cái trọng trách lớn lao, đó chính là một cái nấc thang để các bạn tiến gần hơn đến cái quyết định thăng tiến của mình. Những người phải tiếp xúc với nội dung công việc mới hoặc là môi trường mới thì tự tin thể hiện cái quan điểm của mình. Những cái sáng kiến mới mẻ của các bạn cũng sẽ khiến cho tập thể cũng đều phải là kinh ngạc. Có thể các bạn sẽ giúp mọi người tìm ra cái hướng đi mới để triển vọng hơn trong tương lai. Và để cho công việc được suôn sẻ, thuận lợi, hanh thông trong cái thời gian này, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong cái ngày 28 tháng 12 âm lịch, ngày Tân Sửu ấy, thì đó chính là những người tuổi Mão. Quý vị thân mến, trong cái ngày 28 Tết, ngày 28, ngày những ngày cuối cùng của năm 2023 năm Quý Mão, thì những người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều cái may mắn trong ngày hôm nay. Nếu biết chớp lấy cái thời cơ thì những người tuổi Mão không chỉ đạt được cái thành công trên lĩnh vực sự nghiệp mà cái tài lộc, tình duyên của các bạn cũng có nhiều cái dấu hiệu được khởi sắc nhất định. Thiên tài chiếu mệnh, những người tuổi Mão có cơ hội phát tài nhờ những cái vận may của mình, đó, nhờ những trò may rủi trong ngày hôm nay. Một số người thì sẽ có cơ hội trúng số đổi đời, một số người thì may mắn về vận trình tiền bạc, ra ngoài thì cũng nhặt được tiền rơi.
Cái khoản tiền từ trên trời rơi xuống đó có thể khiến cho các bạn dư giả trong một thời gian, nhưng mà quý vị đừng vì thế mà nghĩ đến cái chuyện dựa dẫm vào nó. Bên cạnh đó, cái phương diện tình cảm của những người tuổi Mão ấy, trong thời gian này thì các bạn cũng cần phải chú ý hơn đến cái ngoại hình của mình. Nhờ đó mà sẽ chinh phục được cái ánh mắt của không ít những người khác giới xung quanh. Cái việc các bạn cần làm bây giờ chính là gì? Tinh tường để nhận ra ai là người chân thành và thành thật với mình. Bên cạnh đó, trong cái ngày 28 tháng 12 âm lịch cũng cho thấy cái tình hình sức khỏe của những người tuổi Mão nhìn chung là cũng khá là ổn định trong ngày hôm nay. Các bạn gì dần quan tâm đến cái sức khỏe của mình, nên là gì luôn chú ý luyện tập thể dục thể thao, đồng thời có cái chế độ ăn uống nghỉ ngơi một cách hợp lý. Nhờ vậy mà các bạn luôn cảm thấy khỏe khoắn, tràn đầy cái sức sống và sẵn sàng bắt tay vào thực hiện những cái kế hoạch đã đề ra trong tương lai. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ lực hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong ngày 28 tháng 12 âm lịch không ai khác đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, nói chung ấy, công việc của những người tuổi Hợi trong ngày hôm nay cũng sẽ được suôn sẻ hanh thông do được cục diện tam hội là Hợi Tý Sửu nó nâng đỡ. Các bạn sẽ được người đi trước dẫn đường chỉ lối, gặp khúc mắc sẽ được giải quyết sớm. Quan hệ với đồng nghiệp, với bạn bè, với những người làm chung ấy, thì vô cùng vui vẻ, hòa thuận. Lại được thực thần nó độ mệnh, nó cho những người tuổi Hợi trong thời gian này cũng ăn nên làm ra, có cái sự hoàn trả nợ nần hoặc là giải quyết được các vấn đề đã có sự ước hẹn từ trước. Nói chung ấy, trong thời gian này quý vị sẽ có cuộc gặp gỡ, hội họp liên quan đến tiền bạc thì cũng sẽ rất là có lợi và quý vị sẽ có lộc từ khách hàng. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay thì nói chung ấy gặp cục diện là ngũ hành nó xung khắc, nên là cái vận trình tình cảm của những người tuổi Sửu đôi khi vướng vào những khúc mắc mà đôi bên vẫn còn tình cảm dành cho nhau, nhưng mà không thể phủ nhận những cái mâu thuẫn đang dần dần nảy sinh. Đối phương đang đưa ra những ý kiến áp đặt khiến cho những người tuổi Hợi đôi khi cảm thấy mệt mỏi, còn gì không còn muốn lắng nghe nữa. Đối với hội độc thân thì nhân duyên tốt đến vậy mà cũng không biết cách giữ gìn. Tình cảm bạn bè nói chung nên nó cũng nảy sinh một cách bất đồng. Đôi khi bản mệnh cũng gì gặp nhiều cái tình huống éo le trong thời gian này. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày 28 tháng 12 âm lịch, ngày Tân Sửu. Và trong cái ngày 28 tháng 12 âm lịch, chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì quý vị sẽ một bước lên mây đổi đời giàu có. Đó là những tuổi sau: 1 là tuổi Tỵ, 2 tuổi Dậu, 3 tuổi Tý, 4 tuổi Sửu, 5 tuổi Mão và 6 là những người tuổi Hợi. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong ngày 28 tháng 12 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.